Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên mình xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn, bởi vì trong thời gian qua mình không có làm clip để chia sẻ cho các bạn. Lý do mình không có làm clip được là bởi vì mình đang bận bàn giao hồ sơ, giấy tờ, sổ sách cho công ty trước khi nghỉ. Buổi tối thì mình đang tham gia các khóa học về quản lý, về kinh doanh, cho nên cũng không có thời gian. Đồng thời, cái quan trọng nhất đó là mình lo chạy hồ sơ để thành lập công ty mới. Và cho đến hôm nay, mình đã hoàn thành tất cả mọi thứ mà mình mới nói. Đó là đã bàn giao xong hồ sơ thành lập công ty mới. Và công ty mình chỉ hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên về sơn chống nóng, nhà phố, nhà xưởng, chống thấm, nhà phố, chung cư, sơn sửa chung cư cao tầng, hoặc là sơn sửa lại các căn hộ, nhà phố nhỏ lẻ. Đấy. Thì sau khi đã hoàn thành tất cả các hồ sơ trên thì mình sẽ tiếp tục làm các clip hữu ích và chia sẻ cho các bạn. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng những cú like, lời comment hoặc là chia sẻ để cho mọi người cùng tham khảo những cái video chia sẻ của mình. Mình sẽ cố gắng làm các clip mỗi tuần khoảng 3 lần, 3 video và chia sẻ vào lúc 7 giờ tối. Mong các bạn hãy đón xem nhé. Mình đã làm YouTube cách đây 1 năm rồi, và đúng được 1 năm, nhưng mà chưa nhận được cái chi phí nào từ YouTube. Tất cả mọi chi phí đều do mình tự bỏ ra. Vì vậy mong các bạn ủng hộ mình hết mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.